Ô Đạt ơi. Đạt ơi. Cái gì? Đạt. Cái lửa. Phạm Thu Hiền. Chú đây không không? Đừng có Phạm Thu Hiền. Này. Ba con chơi đi bộ con này này. Bắt tôi còn gì? Bộ con là Hoài Ngọc mà nó muốn đi bộ nữa mà. Thì bị bắt rồi. Bắt rồi. Nó bắt đâu? Bắt làm sao được Việt? Một gà mất con mẹ hút rồi. Không thể nó lượn nữa, chắc là đủ chỉ tiêu nó không bắt nữa. Nghe bài này đi hay vãi lồn luôn. Sao đủ chỗ ra mấy phút là nghe không chết. Thật mà có công an thật mà nó toàn mặc quần áo hình sự thôi, nó đi quay gì. Hết rồi. Đâu chị, nó chỉ lượn đây thôi. Hết rồi. Hả? Chút nhiều vãi lồn ra. Hết rồi, đủ giấy tờ.